Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình con nhện bằng kim loại cho mọi người xem nha. Mong mọi người ủng hộ kênh mình. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp, cùng mình tìm hiểu sơ qua về tiểu sử con nhện nha. Nhện hay nhện nhện, phương ngữ Nam Bộ, danh pháp khoa học là Aeaneae, là một bộ động vật săn mồi, không xương sống thuộc ngành chân khớp, lớp hình nhện. Cơ thể của chúng chỉ có hai phần, phần đầu ngực và phần bụng. Chúng có 8 chân, đôi kiềm có tuyến độc, miệng không hàm nhai, không cắn. Các bộ khác trong lớp hình nhện bao gồm bọ cạp, ve mét. Tất cả các loài nhện đều có khả năng làm màng nhện, một thứ sợi mỏng nhưng bền như tờ bằng chất đạm, tiết ra từ phần sau cùng của bụng. Màng nhện được dùng làm nhiều việc như tạo dây để leo trèo trên vách, làm tổ trong hốc đá, tạo nơi giữ và gói mồi, giữ trứng và giữ tinh trùng. Nhiều loài nhện dùng tính chất dính của màng nhện để bẫy mồi, trong khi một số loài khác săn mồi bằng cách rình và tấn công phục kích. Ngoài 150 loài nhện thuộc họ Ulaporidae, Holaceae và Mesotheliae, tất cả các loài khác đều có khả năng tiêm độc khi cắn, hoặc do tự vệ hoặc để giết mồi. Tuy nhiên, chỉ có 200 loài có độc gây hại cho con người. Nhiều loài nhện to, cắn đau nhưng không làm độc hay tử vong. Hình dáng. Phần lớn các loài côn trùng thân mình có 3 phần, đầu, ngực và bụng. Nhện khác biệt ở chỗ chỉ có 2 phần, đầu ngực và một phần, phần kia là bụng. Ngoại lệ là giống nhện sát thủ, Eriogenes ratiocalis, đặc biệt vì là loài duy nhất có cổ. Thực ra là phần đầu ngực được chia làm hai phần riêng biệt. Bên ngoài phần bụng của nhện không ngang ra nhiều đoạn, trừ loài của họ Liphicidae. Cuối phần đầu ngực là một đoạn nối để nhện có khả năng chuyển phần bụng khắp hướng. Những loài côn trùng trong lớp Arachnida thường không có phần này. Phần đầu ngực. Nhện có 4 cặp chân hai bên phần đầu ngực. Trên mình và chân có lông lưa thưa để cảm giác sự rung động, âm thanh và mùi hương. Mỗi bên miệng có 2 ngàm dùng để kẹp mồi và bám vào bạn tình khi giao hợp. Nhện không nhai mà chỉ thò ống hút vào mồi để hút chất lỏng ra. Nhện thường có mắt đơn, thị giác nhện có nhiều dạng, có loài chỉ phân biệt sáng tối, có loài có khả năng thấy chi tiết gần bằng mắt chim bồ câu. Mắt của một con nhện nhảy cái tên khoa học là Philippus rectus. Đa số nhện có 8 mắt, loài Haplogynae có 6 mắt, Tetraplemer có 4 mắt và Carboniidae có 2 mắt. Một số nhện có 2 mắt phát triển to hơn những mắt kia, ví dụ họ Saetiaceae, một số khác không có mắt. Nhện thường có 8 mắt, bố trí theo nhiều hình thức khác nhau và hiện tượng này thường được sử dụng trong ngành phân loại các nòi giống khác nhau. Loài nhện Haplogynae có 6 mắt, một số có 8 mắt, ví dụ loài Plecheuridae, hoặc 4 mắt ví dụ Tetraplemer, và có loài chỉ có 2 mắt loài Carboniidae. Ở một số nhện, chỉ có 2 mắt phát triển, còn các mắt khác rất yếu. Một số khác, như loài nhện sống trong hang tối, không có mắt. Giống nhện săn mồi, như loài nhện nhảy hay nhện sói thì mắt rất tinh tường, có loài còn thấy được màu sắc. Tập tính. Chăn lưới. Các cách chăn lưới khác nhau như chăn dây tơ khung, chăn dây tơ phóng xạ, chăn các sợi tơ vòng, chờ mồi thường ở trung tâm lưới. Bắt mồi. Một số loài tích cực nhử mồi và có thể bắt con mồi với một quả bóng tơ dính. Những loài khác hay là chờ ở khu vực hay qua lại của con mồi và trực tiếp tấn công chúng từ nơi phục kích. Khi định bắt mồi, nếu có sâu bọ xa lưới, nhện lập tức hành động ngay. 1. Nhện ngoạm chặt mồi, chích độc. 2. Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi. 3. Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian. 4. Hút dịch lỏng ở con mồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.